Chào bạn, mình đang rất là phân vân giữa con X100V với con XS10 hay là XT30 Mark II mới ra. Cái thông số khác nhau của nó như thế nào? Và mình có nên chọn những cái con XT30 Mark II hay XS10 không? Hay là mình nên mua con X100V? Bạn cân nhắc đi, XT30 Mark II hay XS10 gì đó đều rất là ngon. Chứ X100V cái thời điểm này nó chưa có phù hợp cho bạn đâu. Tôi là tôi chơi Fuji cũng lâu rồi đó anh, mà tôi cũng đang rất là đắn đo cái chuyện mà bây giờ tôi nên lên đời con XT3, XT4 hay là tôi nên mua một con X100V xài. Ok, ông thì ông tôi nghĩ là ông nên lên luôn T3, T4 hay gì đó đi cho nó chắc ăn và an toàn cho công việc của ông. Chứ X100V nó chưa hẳn sẽ là sự lựa chọn phù hợp của ông trong thời điểm này. Chào anh, em là em chuyển qua Fuji mới qua thôi. Em đang sử dụng một cái con của hãng khác, nhưng mà em cũng đang rất là phân vân cái chuyện mà qua Fuji bây giờ em nên chơi con gì. Thì em có nên chơi, em đang phân vân giữa hai con đó là X100V với lại cái con của bên hãng. Ok, dừng lại khoảng chừng là 2 giây ha. Mua cái con đó đi, không cần phải mua X100V đâu. Ủa, em chưa nói con gì mà anh. Yên tâm, tôi biết mà. Có lý do tại sao mà tôi kêu ông là khoan hẳn mua X100V trong thời điểm này ha. Và lý do của nó tại sao á thì xem cái video này. Đây là X100V, chiếc máy ảnh compact của Fujifilm với ống kính dính liền thân máy, là đời thứ 5 của series X100 của Fuji, được ra đời vào năm 2011. Đây là một cái dòng máy ảnh rất là đặc biệt của Fujifilm, một cái dòng máy ảnh rất là mang tính biểu tượng, rất là mang tính gọi là đặc trưng của Fuji, một cái máy ảnh mà rất là nhiều người mong muốn được sở hữu. X100V này là đời thứ 5, được đánh giá là đời đẹp nhất và đời hoàn thiện nhất của cái series 5 con của Fuji. Trở về cái khoảng thời điểm năm 2011 á, lúc đó chúng ta có con X Pro 3, mọi người đều nói là X Pro 1 chứ sorry, chúng ta đều nói là X Pro 1 là cái máy ảnh X series đầu tiên của Fuji được ra mắt, khai sinh dòng X series ha. Nhưng mà thật ra trước đó một năm, khi mà con X100 ra đời, lúc đó nó tên là Fibix X100, thật sự nó chính là tiền đề cho cái con X series sau này mấy bạn. Thì sau đó nó sẽ trải qua những cái đời, là sau đó nó ra con X100S. Chữ S có nghĩa là second, có nghĩa là đời 2. Sau đó nó ra chữ T là X100T, là chữ T là third, có nghĩa là đời 3. Sau đó ra X100F là đời 4, chữ 4, ha, F4. Và cuối cùng ra tới X100V là đời thứ 5. Tại sao nó lại là V mà không phải là tiếng tên tiếng Anh đúng không? Tại vì tiếng 5 thì nó là fifth, lại là chữ F nữa rồi thì ok, nó fail quá không được, thì phải đặt cái gì đó nó khác khác. Fuji quyết định là đã sử dụng 5 La Mã, chữ V chính là 5 La Mã để đặt tên cho cái con X100V này, nó là đời thứ 5. Những cái máy ảnh X100 này á, luôn luôn được Fuji kiểu như đặt cách, yêu chiều tí, nhường cho nó nhiều cái gọi là tâm huyết và tính chất kiểu như hơi nghệ thuật một tí dồn vào những cái máy ảnh này. Các bạn sẽ để ý là những cái máy ảnh X100 này nó sẽ đều luôn có một cái logo được chạm khắc ở trên cái thân máy, vỏ máy ở đây. Cho tới hiện đại như là XT4 này nọ đi, đều không còn sản xuất ở Japan nữa rồi. Nếu như trước đây những con XT2 vẫn còn sản xuất ở Japan ha, nhưng mà XT không còn sản xuất ở Japan nữa. Nhưng X-Pro và X100 vẫn được sản xuất tại Nhật Bản ha. Những cái máy ảnh nổi cái chuyện mà sản xuất tại Nhật Bản, nó cảm thấy cầm cái máy nó cũng đáng giá hơn là. Vậy thì tại sao mà mình kêu các bạn là đừng có mua con này? Tại sao? Câu trả lời cho cái việc mà mình khuyên các bạn là đừng mua con X100V á, thật ra chính xác là đừng nên mua X100V khi mà bạn còn đang phân vân X100V và những cái máy ảnh khác. Đó là bởi vì X100V là một cái máy ảnh compact, một cái máy ảnh lens dính liền, có nghĩa là bạn sẽ không có lựa chọn về lens. Và ngoài ra đây cũng là một cái máy ảnh rất là gọn nhẹ, đẹp như thế này, mướt, nhỏ xíu, ok. Dẫn tới là cái máy ảnh này nó sẽ có một số cái giới hạn nhất định trong vấn đề về vận hành. Thí dụ như là nó sẽ hơi dễ bị nóng máy nè, nó sẽ không có nhiều cái chức năng mà kiểu như về cơ học mà được bỏ vô máy. Thí dụ như là chống rung hay là gì đó, sau này khe thể nhớ của nó buộc phải gắn chung với khe pin các kiểu, tụ chung lại, có nghĩa là nó giới hạn và nó sẽ làm cho bạn có một số cái trở ngại khi mà bạn sử dụng cái máy để đi làm nghề kiếm tiền. Ok, nhưng mà đó là về cái máy. Nhưng mà thật sự cái vấn đề chính á, nó không phải nằm ở cái máy mà nó nằm ở bạn nè. Nó nằm ở bạn. Tại sao nói như vậy? Khi mà bạn còn đặt câu hỏi phân vân là em nên mua X100V hay là em nên mua XT3, em mua XT4 hay XS10 hay XE, hay thậm chí là bạn nói bạn mua những con máy dòng khác so với X100V. Khi mà bạn đặt câu hỏi như vậy, có nghĩa là bạn thật sự bạn chưa hiểu tại sao Fuji làm ra con X100V, và bạn thật sự là bạn vẫn đang có rất nhiều mong muốn của bạn trong đầu về cái máy ảnh.
Bạn vẫn đang tin rằng khi bạn sở hữu một cái máy ảnh có nhiều cái công nghệ hơn, có sự đa dạng tốt hơn, có thêm nhiều tính năng hiện đại hơn thì nó sẽ giúp cho bạn chụp hình tốt hơn, đẹp hơn, và bạn sẵn sàng đánh đổi để có được cái tấm hình đẹp hơn. Cái đó thì cũng đúng thôi. Cho nên đó là lý do mà mình khuyên các bạn là nếu như các bạn còn đang phân vân những cái đó mà bạn so với X100V á, thì bạn hãy mua những cái máy ảnh đó đi. Hãy mua, thậm chí là mua máy ảnh hãng khác luôn đi. Tại vì á, X100V nó sẽ chặn hết tất cả những cái giới hạn đó của bạn. Nó sẽ làm cho bạn kiểu như bị gò bó vào nó, và khi mà bạn chụp hình với nó bạn sẽ không hài lòng, bởi vì đầu óc của bạn vẫn còn đang vẩn vơ nghĩ về những cái là bạn tiếc nó tợ mua, phải mua con kia là mình thay được ống kính, mình xài được ống tele các kiểu rồi, phải chi mua con kia thì mình còn chống rung mình quay phim được. Tại vì bạn sẽ luôn luôn nghĩ về điều đó, và vì thế cho nên mình sẽ không khuyến khích các bạn đi mua một con X100V để làm cái gì cả, bởi vì bạn mua rồi bạn cũng bán nha, hoặc là bạn mua bạn cũng không vui với nó. Khi mà bạn thực sự bạn đã hiểu và bạn đã yêu và bạn đã kiểu như là đam mê rồi thì mình tin chắc là lúc đó bạn không cần hỏi nữa đâu, và bạn sẽ xúc luôn con X100 ngay và luôn luôn á. Lý do tại sao? Phải nói á, là cái con X100V á, nó là ước mơ của mọi Fuji user. Ok, mọi thì hơi quá đi, nhưng mà chắc là hầu hết thì cũng đúng. Gần đây mình có thực hiện một cái khảo sát trên Fuji Phê, mình hỏi các bạn là cái máy ảnh nào đậm tính Fuji và bạn kiểu như bạn mong muốn được sở hữu, mà bạn khát khao bạn được có nó trong bộ sưu tập của bạn nhất, thì ok, X100V không được vị trí thứ nhất, nhưng nó là vị trí thứ hai và nó đã vượt xa những cái đối thủ còn lại. Cái vị trí thứ nhất nằm cho X Pro 3 và vị trí thứ hai chính là X100V. Kể các bạn nghe câu chuyện ngày xưa năm 2018, lúc đó mình còn đang sở hữu một con DSLR. Thì lúc đó mình có đặt câu hỏi trên Facebook cá nhân của mình á, là mình hỏi là bây giờ em muốn chuyển qua Fuji thì em nên chuyển qua con gì mấy anh em. Thì lúc đó rất là nhiều bạn bè của mình đang là Fuji user, các bạn mới nói với mình đó là mua X100F. Thật sự trong đầu mình lúc đó mình đâu có nghĩ có X100F đâu, lúc đó mình còn không biết được có X100F nữa, mình đang nghĩ tới XT2 tại vì mình đang dùng một con full frame. Cái tự nhiên giờ kêu mình chuyển qua một con máy crop là mình đã kiểu không mến nè, tự nhiên cái còn kêu mình chuyển qua một con mà kiểu ống kính dính liền nữa. What? Tự nhiên tôi đang nghĩ XT2 mà XT2 nó cũng là một con có công nghệ này nọ, có thể mình chạy đua nó so với con full frame của mình hiện tại thì cũng được đi. Mà tự nhiên giờ mấy anh em kêu tôi chuyển qua X100F, sau cái mọi người nói là X100F kén dùng lắm nha Hải, nhiều người không có dùng được con này đâu các kiểu. Cuối cùng ok, thật sự lúc đó mình cũng không mua X100F. Nhưng mãi tới khi mà sau này mình bắt đầu mình tiếp cận với Fuji nhiều hơn, mình có nhiều điều kiện, mình cầm nhiều máy Fuji hơn, thì ok, mình đã hiểu lý do tại sao mọi người khuyến khích mình mua. Đây thật sự là một cái máy mà ai cũng muốn sở hữu. Thêm một cái việc nữa là có X100 này nó giữ giá rất là tốt. Mọi người mua máy này mọi người không có sợ bị mất giá nhiều, thậm chí một số người còn nói là mua máy này xong nhiều khi bán đi có lời nữa. Vậy thì nói nãy giờ thì các bạn có phải là thấy cảm giác giống như kiểu X100 hay là X100V hay là gì đó, bộ nó chỉ là một cái máy mang tính biểu tượng hay là cảm hứng hay gì đó thôi mà mọi người phải sở hữu dữ vậy? Vậy không lẽ nó chỉ có cái mã ngoài? X100V tuy rằng được đánh giá là một cái máy đẹp, nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó. X100V mang trong mình cấu hình của một con X Pro 3. Ok, nghĩa là gì? Nó mang sở hữu cái cảm biến mới nhất của Fuji hiện tại là X-Stand 4. Nó sở hữu bộ xử lý mới nhất của Fuji hiện tại là X-Processor 4. Nó sở hữu khả năng lấy nét, vì thế cũng là nằm ở trong top nhanh nhất của Fuji hiện tại, ngang với S10, rồi X-T3, X-T4 này nọ các kiểu. Nó có những cái chức năng mà hiện đại mới của Fuji bây giờ, thí dụ như là các khả năng về tracking nè, những cái khả năng chụp hình, bracketing, focus bracketing, chụp chồng hình chính tấm nè các kiểu, rồi giả lập, nó có giả lập quá sức negative. Và vậy thì nó hoàn toàn có khả năng có thể cho được các bạn cái chất lượng hình ảnh mà gọi là khỏi bàn, không chê được, nó phải giống như những con kia, đúng không? Nhưng mà nếu mà nói về X100V mà so sánh một tí với những cái máy đời trước đó nữa thì thật sự đây mới là những cái mà mình yêu khi mà mình sử dụng X100V nữa các bạn. Thứ nhất, EVF. Mình thì mình thường là mình sử dụng EVF, có nghĩa là kính ngắm điện tử, có nghĩa là ống kính thấy gì là ở trong này thấy vậy thôi. Nhưng mà cái việc mà lâu lâu mình chuyển nó qua OVF thì nó cũng vui. Khi bạn chuyển qua OVF có nghĩa là bạn nhìn những cảnh vật của bạn thông qua cái thấu kính này thì bạn sẽ thấy được rộng hơn những gì bạn sẽ chụp được ha. Nó giống như kiểu hồi xưa mình chụp máy phim á, hồi xưa mà những cái máy ảnh cũ á thì nó luôn luôn là cái kính ngắm OVF như vậy, nó sẽ giống như DSLR, chỉ khác ở chỗ là nó lệch một bên. Cho nên là bạn sẽ nhìn cái khung hình của bạn, bạn sẽ thấy rộng hơn, bạn có thể dự kiến được hình ảnh gì nó sẽ nhảy vô khung hình các kiểu, rồi bạn sẽ có một cảm giác chụp nó thực tế hơn. Mặc dù là mình không có dùng nhưng mà thật ra lâu thích gạt gạt và thấy nó cũng vui vui ha. Cái điểm thứ hai mà mình thích của cái máy ảnh này đó chính là việc nó sở hữu cái màn hình lật các bạn. Màn hình lật
Thì đối với những cái con X100F hoặc là những cái đời trước đó của nó nữa, thì cái việc mà chụp hình ở góc cao á, thì bạn sẽ khó nhìn được cái màn hình, hoặc là bạn chụp hình ở góc thấp bạn phải nằm rạp xuống đất để bạn chụp. Trong khi con này bạn có thể bạn lật ra là xong, bạn có thể lật lên lật xuống để bạn thao tác nó dễ hơn, nó tiện hơn rất là nhiều. Đây là một cái điểm cộng của nó. Một cái điểm nữa đó chính là cái việc mà gọi là vận hành của cái máy. Bạn hoàn toàn có thể điều khiển cái máy này khi bạn cầm trên một tay. Không có cái bàn phím D-pad ở đây, mà nó chỉ có một cái joystick và bạn có thể chạm màn hình cảm ứng được luôn. Rồi ở trên này thì nội một ngón tay này của bạn, bạn có thể vừa xoay được vòng tốc, vòng ISO, bù trừ EV. Cái vòng tốc và ISO khác với những cái dòng trước đó là thay vì là bạn phải nhấc lên và giữ bạn mới quay được, thì con này bạn chỉ cần nhấc lên rồi bạn quay. Bạn quay xong bạn sẽ gài nó vô là xong. Thì cái này nó dễ dàng hơn rất là nhiều và nó thuận tiện trong cái vấn đề thao tác của bạn hơn. Một cái điểm nữa đó chính là cái ống kính. Đối với những cái dòng X100 trước đó thì nó sử dụng cái ống 23F2, bị mọi người đánh giá là nó hơi bị soft khi mà mình chụp close up, chụp cận. Thì cái con này bây giờ nó sử dụng ống 23F2 đời 2 thì nó sẽ cho bạn cái khả năng mà nó nét hơn, sắc nét hơn, và thực sự nó là như vậy. Một cái điểm cuối cùng mình nghĩ là cũng nhiều bạn sử dụng cái con X100 này ở Việt Nam chưa nghĩ tới nó, nhưng mà đó cũng là một lý do mà các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sử dụng cái con X100 này, đó chính là việc X100V sử dụng Lip Shutter. Ok lại nha. Rồi Lip Shutter là một cái loại shutter đặc biệt. Nó không có giống như những cái shutter thông thường trên những cái máy ảnh như còn lại của Fuji X3, X4, S10, H1 gì đó. Và cũng không giống với những cái loại shutter mà trên những cái máy ảnh ống kính tháo rời khác của các thương hiệu khác luôn. Lip shutter thông thường xuất hiện trên những cái máy ảnh dòng rất cao, thí dụ những con medium format của Hisense, và bây giờ là Fuji thì trên con X100 thì nó kết hợp với loại lip shutter này. Khác nhau của lip shutter và cái loại shutter thông thường người ta gọi là focal plane shutter so với lip shutter, khác nhau ở chỗ cái cơ chế hoạt động của nó. Nếu như mà lip shutter nó sẽ làm như thế này, và khi mình chụp nó sẽ siết lại như thế này, siết lại, đó là kết thúc một quá trình phơi sáng ra một tấm hình. Thì focal plane nó hoạt động theo kiểu là hai cái trên dưới như thế này. Và các bạn để ý là khi mà mình tua chậm lại một cái quá trình phơi sáng của một cái máy ảnh thông thường, mấy bạn sẽ thấy là màn đập cửa trên mở lên, bắt đầu phơi sáng, màn đập cửa dưới đóng lên, kéo về vị trí cũ là kết thúc một tấm, hai tấm, lên, ba tấm. Nhưng khi mình đặt tốc độ cao á, thì bắt đầu là cái này nó chưa lên hết, thì cái này nó đã lên rồi, đó. Dẫn tới là khi mà mình chụp nhanh á, thì mình sẽ có một cái điểm nào đó ở trên cảm biến là nó chưa kịp phơi sáng thì ánh sáng nó đã xong rồi. Nó sẽ dẫn tới là tấm hình của bạn nó sẽ có một cái vệt đen. Bởi vậy, ok, trở lại các bạn nhớ là hồi xưa mình hay nói ở trên cái vòng tốc độ của những con máy ảnh Fuji á, lúc nào nó cũng có một cái chữ X trên cái con số là 1/125 giây hoặc là 1/250 giây tùy đời máy. Thì con số đó có nghĩa là gì? Chữ X đó nghĩa là bạn không chụp được nhanh hơn cái tốc độ đó, mà bạn phải chụp tốc độ thấp hơn cái tốc độ đó. Bởi vì nếu bạn chụp nhanh hơn thì chính là cái ý nghĩa của mình nói hồi nãy á, là cái màn cặp của bạn lánh quá nhanh, dẫn tới flash bạn phủ không kịp và nó sẽ có một cái vệt đen trên màn hình. Còn lip shutter thì với cái cơ chế mở này của nó luôn luôn mở và nó đóng là như thế này, thì làm cho tấm hình của bạn á, thật ra là lúc đầu, ban đầu lúc nào cái cảm biến của bạn nó cũng đã được phơi sáng đầy đủ hết rồi và nó siết lại. Vậy thì bạn có chụp nhanh cỡ nào đi nữa thì cũng có một khoảnh khắc nó đầy đủ ánh sáng, đồng ý không? Rồi, vậy thì á, lip shutter, cái lợi của nó trong trường hợp này mà mình muốn nhắc tới đó chính là việc là nó luôn có thể giúp cho bạn chụp hình với flash ở tốc độ cao. Vậy thì tại sao mình cần phải chụp hình với tốc độ cao hơn với flash, đúng không? Có thể là nhiều mục đích khác nhau và thường là những mục đích chuyên nghiệp. Ví dụ như mình chụp hình mà mình cần đóng băng chuyển động với tốc độ cao, hoặc là mình chụp outdoor ngoài trời với cái ánh sáng rất là khó chịu. Ở trong những điều kiện này á, thì vừa chụp ngoài trời vừa chụp outdoor, vừa có flash mà mình còn phải xóa phông nữa, mình muốn cho một cái background nó đẹp, nó dreamy cái kiểu thì để cho cái hình mình nó có cái độ ấn tượng cao và nổi chủ thể lên á, thì mình buộc phải mở khẩu. Mà mở khẩu và đánh flash nữa thì ánh sáng nó quá nhiều đi, và khi mà mình đạp ISO kịch sàn luôn rồi thì nó vẫn còn đủ sáng, cho nên là mình vẫn phải tăng cái tốc độ lên để bù lại, để cho đảm bảo được background mình sẽ bị xóa hay xóa phông các kiểu, đúng không? Vâng, nhưng mà khi mình đẩy tốc độ lên cao quá thì những cái máy khác không làm được điều đó, và những cái con X100 thì nó phát huy được cái điểm mạnh của nó ở chỗ này, đó chính là giúp cho bạn có thể chụp được tốc độ cao để đảm bảo hình ảnh của bạn vẫn có thể xóa phông, vẫn có thể đáp ứng được với flash, flash của bạn vẫn phủ được. Và đó chính là cái lợi điểm của lip shutter mà mình muốn nhắc tới trong cái video ngày hôm nay về con X100. Đương nhiên là nó sẽ có những cách khắc phục khác nữa, nhưng mà
Mình nghĩ cái cốt lõi của cái máy ở cái Lip Shutter này chính là nó giúp cho bạn có được cái lợi thế này khi bạn sử dụng đi chụp ảnh. Ok, nếu như mà bạn đang sử dụng một con X100V với ống kính 23-22 dính liền mà bạn so nó với một con T30 gì đó mà gắn ống kính 23-22 thì bạn thắc mắc là chất lượng ảnh hai con là có giống nhau hay không? Câu trả lời của mình là có thể nha, có thể là nó sẽ khá là giống, không hoàn toàn giống đâu nhưng mà nó sẽ khá là giống. Lý do tại sao? Tại vì cả hai con XS10, X30, X3, X4 so với X100V đều sử dụng cái cảm biến và cái cấu hình xử lý y chang nhau, cho nên về cơ bản về body nó xử lý hình ảnh như nhau. Điểm khác biệt của mình đáng nói ở đây có thể chỉ là cái lens thôi. Con kia cũng là 23-22, con này cũng là 23-22, nhưng mà hãy cân nhắc một cái vấn đề, đó là hai con lens này được thiết kế khác nhau với cái số lượng thấu kính khác nhau, cách bố trí khác nhau và cách sắp đặt cái ống kính thấu kính ở bên trong nó cũng khác nhau, dẫn tới là chắc chắn cái chất lượng hình ảnh của hai con này đưa ra nó cũng sẽ khác nhau một chút xíu nào đó. Nhưng mà mình nghĩ là đối với những người mà không chuyên như chúng ta thì chúng ta sẽ không cảm thấy cái sự khác biệt quá lớn này. Có cái sự khác biệt mà quan trọng nhất của cái vấn đề so sánh con này với những con mà X-series mà thay được ống kính á, chính là nằm ở chỗ là thay được ống kính ha. Đối với những cái máy ảnh kia bạn hoàn toàn có thể dễ dàng ok không thích chụp 23 nữa, tháo ống 23 rồi gắn ống 35 vô, hoặc là gắn ống 50 vô, hoặc là gắn ống tele, gắn ống 90, gắn chụp zoom 70-300 cái kiểu vô. Còn đối với con X100V này bạn chỉ có thể chụp ở tiêu cự 23, bạn giới hạn vừa bạn đúng một tiêu cự 23. Vậy thì nó có khó khăn cho bạn hay không? Đương nhiên là có. Nhưng khi mà bạn chụp X100V có nghĩa là bạn đã chấp nhận, bạn đã đồng thuận, đã sử dụng cái tiêu cự 23 này. Tiêu cự 23 này nó chính là cái tiêu cự 35 trên full frame. 23 này thì nó sẽ tương đương với 35 trên full frame. Đây là một cái tiêu cự cũng gọi là khá là thông dụng mà khi mà mọi người sử dụng máy ảnh, mà hầu hết các hãng máy ảnh, hãng nào cũng sẽ có tiêu cự 35 ở full frame. Và ở Fuji thì bởi vì Fuji không sản xuất full frame, Fuji chỉ sản xuất crop thôi, thì tiêu cự tương đương đó chính là 23. Có nghĩa là bạn cũng sẽ có một cái góc nhìn nó khá là giống. Với cái góc nhìn này thì bạn hoàn toàn có thể vừa chụp được phong cảnh, cũng có thể chụp được chân dung, cũng có thể chụp được phóng sự, rồi snapshot, rồi street này nọ, các kiểu bạn hoàn toàn có thể chụp được hết với cái tiêu cự này. Nó khá là đa dụng. Tuy nhiên là nó sẽ không có cái gì nó gọi là quá xuất sắc đối với từng tiêu cự. Ví dụ như so với cái tiêu cự mà bên kia chụp chân dung thì đương nhiên là cái lens chân dung nó sẽ chụp ngon hơn, nhưng mà nó đủ. Vậy thì nó hay hơn ở chỗ nào? Đó chính là việc bạn không tháo được cái lens. Bạn không tháo được cái lens dẫn tới là bạn sẽ không có thay đổi được quá nhiều trong cái vấn đề về chụp hình của bạn. Bạn cũng không thể mất thời gian để ngồi làm những cái việc đó, mà bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn để bạn suy nghĩ về bố cục. Bạn chỉ có một cái lens thôi, bạn không thể zoom, đúng không? Bạn cũng không thể đổi cái lens khác. Vậy thì cách duy nhất bạn có thể làm đó chính là tiếp cận lại gần nhân vật hơn. Bạn tiếp cận gần hơn, bạn xích qua trái một tí, bạn xích qua phải một tí. Và khi mà bạn làm điều đó thì bạn hiểu hình ảnh hơn, bạn chụp được những cái bố cục sáng tạo hơn, bạn chụp hình bạn vui hơn. Chúng ta giảm bớt cái khoảng thời gian mà chúng ta dành cho thiết bị, mà chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho chính bản thân chúng ta, đi ngồi sáng tác và đi ngồi làm những công việc mà thật sự mình gọi là chụp ảnh, mình sẽ chụp được nhiều hơn ha. Và một cái điểm quan trọng nữa, bởi vì cái máy ảnh này nó quá nhỏ gọn đi, cho nên là cái việc mà bạn cầm cái máy ảnh này mang theo mỗi ngày nó đâu có điện cực kỳ dễ dàng, và ngoài ra nó còn đẹp nữa. Thì cái việc mà bạn tưởng tượng là một buổi sáng xách ra đi uống cà phê mà bạn cần cầm một cái máy ảnh theo chơi cho vui thì X100V quá đã gì nữa. Cầm cái máy ảnh theo, bỏ vô giỏ sách của mình, chạy ra quán cà phê, thích gì móc ra chụp. Nội cái việc bạn móc ra chụp thôi bạn đã thấy nó đẹp rồi. Bạn để lên bàn cà phê thôi là bạn nó đẹp trai hơn tất cả những cái người còn lại trong bàn này, đúng không? Bạn làm nghề mà bạn còn hỏi câu này á, thì mình khuyên các bạn là hãy chỉ sử dụng X100V như một con máy second thôi, một con máy backup thôi. Còn nếu như thật sự bạn làm nghề và bạn đã quá hiểu về nhiếp ảnh và bạn đã thật sự làm chủ đến nhiếp ảnh của bạn rồi thì ok, cầm X100V đi làm nghề, không có vấn đề gì hết nha. Còn nếu như bạn chỉ mua một cái máy để cho chụp cho gia đình, du lịch, bạn bè, vui chơi, đi cà phê, cà pháo các kiểu thôi thì ok. Nếu mà bạn còn đang phân vân về X100V, chỉ về X100V thôi, có đáng hay không thì thật sự mình nói thiệt với bạn luôn là rất đáng.
Còn nếu như bạn còn phân vân giữa những cái máy này với nhau thì ok, làm ơn được mua đi, tại vì bạn mua bạn cũng sẽ bán thôi, tại vì bạn sẽ không hài lòng được với nó. Cái máy Amnis 100V này nó sẽ dành cho những ai mà kiểu như đã yêu, đã hiểu, đã thật sự là có cái tinh thần về X100 ở trong đầu của mình rồi, mà mình muốn sở hữu nó rồi á. Thì tại vì khi mà bạn mua cái máy ảnh này á, bạn sẽ phải chấp nhận hy sinh. Có nghĩa bạn hy sinh gì? Bạn hy sinh sự tiện dụng, bạn hy sinh sự đa dụng, bạn hy sinh sự an tâm của bản thân của bạn khi mà bạn sở hữu một cái máy đầy đủ tính năng như XS10 đi, rẻ hơn nhưng mà đầy đủ hết, có quay phim, có chống rung các kiểu. Vậy là bạn đã chấp nhận hy sinh tất cả những thứ đó để bạn đổi lấy một thứ quan trọng hơn rất là nhiều, đó chính là cái đẹp và sự cảm hứng của bạn. Khi mà bạn có cái đẹp, bạn có sự cảm hứng, bạn có cái sự mà yêu thích của bạn, mà bạn thực sự bạn sẽ dành nhiều thời gian để bạn chụp hình hơn, bạn yêu hơn, bạn mang máy theo nhiều hơn. Và dẫn tới là bạn cũng sẽ chụp hình một cách nó đặc biệt hơn, nó sáng tạo hơn, bạn tiếp cận hơn, bạn sẽ có góc nhìn mới lạ hơn so với cái việc là bạn sử dụng một cái ống kính quá đa dụng thì bạn sẽ trở nên lười. Các bạn chỉ cần lên Facebook hoặc là Instagram, các bạn search hashtag X100V, rất là nhiều nhiếp ảnh gia, rất là nhiều kênh review, rất là nhiều người nổi tiếng ở Việt Nam, những nhạc sĩ, những họa sĩ, những người làm phim, những người làm đạo diễn, những người celeb nổi tiếng ở Việt Nam, mình biết rất nhiều người đang sở hữu X100V. Lý do đơn giản là bởi vì họ đẹp, nó đẹp và nó rất là hợp với họ. Mình tin là hầu hết những người mà đã sử dụng nó đều là bởi vì yêu cái đẹp của nó và cái sự cảm hứng của nó. Đó chính là cái những điểm mà mình cảm thấy mình thật sự là sự lựa chọn X100V là không sai lầm. Nhưng trở lại, bạn đừng mua X100V nếu như bạn thật sự bạn chưa hiểu về cái điều này và bạn chưa thật sự kiểu như đồng cảm với mình. Và đó là tất cả những nội dung về X100V, điểm mạnh, điểm yếu, thông tin về sản phẩm cũng như là những cái lý do để cho bạn mua cái máy ảnh này hoặc là lý do để cho bạn không nên mua cái máy ảnh này. X100V đã, đang và sẽ luôn là cái máy ảnh mà được mọi người đánh giá là một cái biểu tượng của Fuji, và chắc chắn rất là nhiều người muốn sở hữu cái máy này. Nhưng mà không phải ai xài cái máy này thì cũng sẽ lý thú và hấp dẫn và gắn bó với nó được lâu dài ha. Cho nên đó là lý do mà mình đặt tên cái video này, đó là đừng nên mua X100V nếu như bạn chưa sẵn sàng. Ok, và sorry các bạn, bởi vì lần này nghỉ làm clip hơi bị lâu ha, tới 2 tháng mấy chưa làm clip, và mình có một số việc cá nhân gia đình á, cho nên là hy vọng là trong thời gian tới mình sẽ làm thường xuyên hơn. Và bây giờ đỡ bận rồi nè, bây giờ không phải đỡ bận nữa, gọi là qua cái mốc mà quan trọng rồi, cho nên là mình sẽ có thể trở lại làm những cái video tiếp theo cho anh em sớm. Ok, cảm ơn anh em đã ủng hộ cho channel, luôn luôn ủng hộ channel, và nhớ like, subscribe để follow những cái video tiếp theo của channel ha, và hoạt động trên group Fujifei thường xuyên hơn. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại các anh em. Và đây là lý do mà mình xin lỗi ha. Đây là lý do tại sao mình làm clip chậm nha, thông cảm nha anh em nha. Cảm ơn anh em và hẹn anh em ở video sau. Bye bye. Bye bye.